Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chiều tối ngày 9 tháng 1, phiên tòa xét xử vụ Việt Á tiếp tục với phần đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát. Trong phần bào chữa cho bị cáo, nhiều luật sư cho rằng mức án còn cao. Về việc này, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cần phải thấy trong 5 nhóm tội danh, mức án cao nhất cho tội nhận hối lộ lên đến tử hình, vi phạm quy định đấu thầu cũng trung thân. Nhưng ở đây, Viện Kiểm sát đều đề nghị mức án thấp hơn rất nhiều, có bị cáo chỉ 18 tháng tù, an treo. Về ý kiến không có sự câu kết, thỏa thuận chi phần trăm, Hoa Hồng, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định sự câu kết rõ ràng. Đơn cử, nhiều tin nhắn với Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật, bộ khoa học và công nghệ và phan quốc Việt đã thể hiện rõ như ký tết của ông Hùng để nói lên công lao của Hùng với Việt Á đại diện viện kiểm sát trích đọc các bút lục là nội dung một số tin nhắn giữa ông hùng và phan quốc việt như đi làm chứng minh thư đi không là mòn hết vân tay về nội dung tin nhắn này bị cáo hùng từng giải thích rằng do đếm tiền nhiều mà mòn vân tay lời vị đại diện viện kiểm sát với phần bảo chữa từ luật sư của bị cáo phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ đại diện viện kiểm sát khẳng định số tiền mà bị cáo tạc được phan quốc việt đưa cho đại diện viện kiểm sát đã thẩm vấn rất kỹ bên cạnh đó về phần phan quốc việt bị cáo này hối lộ lãnh đạo cấp cao lãnh đạo các bộ đều dùng đô la mỹ như đối với nguyễn thành long trung ngọc anh phạm xuân thăng không phải các bị cáo đều thành khẩn khai báo phải nhiều biện pháp đấu tranh đưa ra nhiều chứng cứ bị cáo mới chịu hợp tác thành khẩn vì đại diện viện kiểm sát nói viện kiểm sát cũng cho biết cơ quan tố tụng đã tính toán cụ thể khoa học về số tiền thiệt hại riêng như việc thiệt hại yêu cầu việt á phải bồi thường cũng đã được khấu trừ từ các khoản thu hồi từ tiền đưa hối lộ cho các cá nhân ở các cơ quan địa phương Ngoài ra, việc gom các bị cáo của công ty Việt Á xử tại Hà Nội cũng thể hiện sự nhân văn, vì nếu đẩy về từng địa phương thì các bị cáo còn phải chịu không biết bao nhiêu bản án. Sáng ngày 8 tháng 1, kết thúc phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát công bố mức án đề nghị với 38 bị cáo trong vụ Việt Á. Bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị từ 19 đến 20 năm tù, tội nhận hối lộ. Bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù, Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Mức án đề nghị đối với 38 bị cáo cụ thể như sau. Nhóm bị truy tố tội nhận hối lộ. Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, bị tòa quân sự phạt 15 năm tù, án chưa có hiệu lực pháp luật, 14 đến 15 năm tù. Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, 19 đến 20 năm tù. Nguyễn Huỳnh, cựu phó phòng giá của quản lý dược, bị đề nghị từ 9 đến 10 năm tù. Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị công trình Bộ Y tế 9 đến 10 năm tù. Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính Bộ Y tế, 8 đến 9 năm tù. Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, 13 đến 14 năm tù. Nhóm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 đến 4 năm tù. Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, 3 đến 4 năm tù. Nhóm bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý phó thủ tướng 7 đến 8 năm tù, Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương 5 đến 6 năm tù, Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế Hải Dương 5 đến 6 năm tù. Nhóm bị truy tố tội đưa hối lộ, Phạm Tôn Noel Thảo, trợ lý tài chính trong công ty Việt Á 4 đến 5 năm tù, Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ công ty Việt Á 4 đến 5 năm tù. Nhóm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng công ty Việt Á bị đề nghị từ 15 đến 16 năm tù. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và từ 15 đến 16 năm về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt đề nghị là 30 năm tù. Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc công ty Việt Á, bị đề nghị tổng mức án 16 đến 18 năm tù. Trần Thị Hồng, nhân viên công ty Việt Á, từ 36 đến 48 tháng tù. Lê Trung Nguyên, nhân viên công ty Việt Á, 36 đến 42 tháng tù. Trần Tiến Lực, nhân viên công ty Việt Á, 36 đến 42 tháng tù. Nguyễn Mạnh Cường, cựu kế toán trưởng CDC Hải Dương 30 đến 36 tháng tù. Nguyễn Thị Trang, cựu giám đốc Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính Sở Tài chính Hải Dương, 30 đến 36 tháng tù treo. Lâm Văn Tuấn, cựu giám đốc CDC Bắc Giang 6 đến 7 năm tù. Ngụy Thị Hậu, cựu phó phòng tài chính CDC Bắc Giang, 36 đến 42 tháng tù. Phan Huy Văn, giám đốc công ty dược vật tư y tế Phan Anh, Bắc Giang, 42 đến 48 tháng tù. Phan Thị Khánh Vân, nghề nghiệp tự do, 4 đến 5 năm tù. Vũ Văn Doanh giám đốc công ty thẩm định giá Thăng Long, 30 đến 36 tháng tù. Tạ Ngọc Trức, giám đốc công ty thẩm định và đầu tư toàn cầu, 24 đến 30 tháng tù. Nguyễn Văn Định, cựu giám đốc CDC Nghệ An, 30 đến 36 tháng tù treo. Nguyễn Thị Hồng Thắm, cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An, 24 đến 30 tháng tù treo. Hồ Công Hiếu, thẩm định viên công ty thẩm định giá miền Nam, chi nhánh Nghệ An, 24 đến 36 tháng tù treo. Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương, 10 tháng 4 ngày tù bằng thời gian tạm giam. Tiêu Quốc Cường, cựu kế toán trưởng Sở Y tế Bình Dương, 4 đến 5 năm tù. Lê Thị Hồng Xuyên, nhân viên CDC Bình Dương, 2 đến 3 năm tù. Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính CDC Bình Dương, 24 đến 30 tháng tù treo. Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc công ty VNDAT, 3 đến 4 năm tù. Nguyễn Thị Thúy, giám đốc dự án công ty VNDAT, 30 đến 36 tháng tù. Ninh Văn Sinh, cựu phó giám đốc công ty Định giá Trung Tín, 18 đến 24 tháng tù. Nhóm bị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên nhà xuất bản giáo dục, 3 đến 4 năm tù. Nguyễn Bạch Thùy Linh, giám đốc công ty SNB Holding, 30 đến 36 tháng tù treo. Tại phiên tòa xét xử vụ án công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan, chiều hôm mùng 5 tháng 1 diễn ra phần hỏi đáp giữa luật sư và bị cáo. Trả lời câu hỏi của luật sư về việc công ty Việt Á đã bán hàng cho bao nhiêu đơn vị, đại diện công ty cho biết có hơn 200 đơn vị mua hàng thông qua hình thức đấu thầu và hợp đồng dân sự. Luật sư tiếp tục hỏi về hoạt động của công ty sau khi Phan Quốc Việt bị bắt, đại diện đơn vị nói hiện công ty vẫn hoạt động nhưng gặp khó khăn do thu lợi nhuận ít, không nộp ngân sách nhà nước cũng như không thực hiện đúng chi trả lương cho người lao động. Theo đại diện của công ty Việt Á, lý do là hiện nay công ty đang bị phong tỏa 20 đến 21 tài khoản. Tuy nhiên vẫn chưa nhận được văn bản nào thông báo về việc này. Trong số những tài khoản trên thì có 9 tài khoản liên quan đến vụ án, đại diện công ty Việt Á nói và không đề cập về số tiền trong các tài khoản. Cũng tại phiên tòa, đại diện công ty Việt Á có đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tài khoản không liên quan đến vụ án được gỡ bỏ phong tỏa để công ty duy trì hoạt động, đồng thời yêu cầu các đơn vị thanh toán số tiền hơn 700 tỷ đồng còn nợ cho công ty Việt Á. Trước đó, theo công bố của hội đồng xét xử, số tài sản bị phong tỏa của bị cáo Phan Quốc Việt và tài sản đứng tên người thân của bị cáo này là rất lớn. Cụ thể, Phan Quốc Việt có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng hiện đang bị phong tỏa. Cơ quan điều tra cũng đồng thời phong tỏa 52 sổ tiết kiệm, hơn 140 tỷ đồng đứng tên mẹ Phan Quốc Việt và hai sổ tiết kiệm đứng tên con Phan Quốc Việt trị giá khoảng 20 tỷ đồng trả lời hội đồng xét xử về số tiền khủng đứng tên bị cáo và người thân của bị cáo, Phan Quốc Việt cho biết trong thời gian công ty Việt Á hoạt động, bị cáo đã mượn tiền của mẹ để phát triển công ty, do đó một phần số tiền trong các sổ tiết kiệm của mẹ bị cáo là bị cáo trả lại, còn số tiền trong tài khoản của con bị cáo là tiền có từ các hoạt động khác nhau. Cũng tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Huy Thiệp hỏi bị cáo Phan Quốc Việt để làm rõ về việc bị cáo này gửi tiền cảm ơn 50.000 đô la Mỹ cho bị cáo Phạm Công Tạc cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong khi đó, bị cáo Tạc nói rằng bên trong túi quà Việt đưa chỉ có hai tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng 100 triệu đồng, cùng một số đồ lặt vặt. Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Việt cho biết, mức quà cảm ơn dựa trên vị trí làm việc và công ty có nguồn lợi nhuận nên chia sẻ cho họ vì có sự đóng góp. Luật sư tiếp tục hỏi về việc bị cáo Việt hỏi bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, bộ khoa học và công nghệ về mức biếu bị cáo tạc. Phan Quốc Việt cho rằng là vì lúc đó chưa biết bị cáo Tạc là người như thế nào và cũng để cho phải, đồng thời cũng không nhớ chính xác lắm về việc này. Theo bị cáo Việt, tiền cảm ơn bị cáo Tạc căn cứ vào vị trí công tác, lợi nhuận của Việt Á và sự đóng góp đồng thời việc cảm ơn này cũng có ba em. Tiếp đó, luật sư Huỳnh Phương Nam hỏi bị cáo Việt trong quá trình điều tra, thì ba lời khai ban đầu bị cáo này đến phòng ông Tạc đưa số tiền 100 triệu đồng, sau đó lại thay đổi là đưa 50.000 đô la Mỹ, tại sao lại như vậy? Bị cáo Việt trả lời rằng, do lúc đầu nghĩ đưa mức nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến bản thân và bị cáo tạc. Theo bị cáo Phan Quốc Việt, bản thân đã rút số tiền khoảng 5 tỷ đồng tại ngân hàng ở Đà Nẵng và đổi sang tiền đô la Mỹ. Sau đó, bị cáo này bay ra Hà Nội đưa cho bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó giám đốc công ty Việt Á. Bị cáo Phan Quốc Việt nói tại phiên tòa, Bị cáo Hiệp là trợ lý, tôi di chuyển nhiều, trên người không giữ tiền, thậm chí cầm rất ít, khi nào cần tiền thì Hiệp đưa. Luật sư tiếp tục hỏi về nơi bị cáo Việt đổi tiền. Bị cáo này không nhớ nhưng cho biết mình là người gốc ở Đà Nẵng. Theo bị cáo Việt, mặc dù cầm số tiền đô la Mỹ rất lớn để trong vali đi máy bay nhưng không gặp vấn đề gì trong quá trình làm thủ tục tại sân bay. Theo cáo trạng, ngoài đưa tiền cho một số cá nhân thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, bị cáo Phan Quốc Việt và những người thuộc công ty Việt Á còn hối lộ nhiều cán bộ có chức vụ quyền hạn khác tại nhiều tỉnh thành phố để được bán kit test với giá cao. Tổng cộng, bị cáo Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ hơn 106 tỷ đồng, qua đó gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng.